Bản tin Hoa Kỳ ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Các ngân hàng Hoa Kỳ nộp đơn khai đóng cửa 64 chi nhánh trong vòng một tuần. Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Biden tiếp tục sụt giảm. Kamala Harris và Gavin Newsom gặp phải vấn đề lớn có thể sớm gây ra một cuộc nội chiến làm tan rã cho đảng Dân Chủ. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh News. Các ngân hàng Hoa Kỳ nộp đơn khai đóng cửa 64 chi nhánh trong vòng một, một tuần. Quý vị thân mến, các ngân hàng lớn như PNC Bank và JP Morgan Chase đã nộp đơn khai đóng cửa một số văn phòng chi nhánh ở nhiều tiểu bang trong bối cảnh xu hướng đóng cửa chi nhánh ngân hàng ngày càng tăng, gây ra lo ngại trong những năm gần đây. Theo dữ liệu từ văn phòng kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ OCC, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11, một số ngân hàng đã nộp đơn khai đóng cửa các địa điểm chi nhánh, trong đó BNC Bank có nhiều chi nhánh đóng cửa nhất. BNC Bank có trụ sở tại Pittsburgh đã nộp đơn khai đóng cửa 19 chi nhánh, 5 chi nhánh ở Pennsylvania, 4 chi nhánh ở Illinois, 3 chi nhánh ở Texas, 2 chi nhánh ở Alabama và New Jersey, và mỗi nơi một chi nhánh ở Indiana, Ohio và Florida. JP Morgan Chase theo sát sau đó với 18 chi nhánh khai đóng cửa, 3 ở Ohio, 2 ở Connecticut và South Carolina và ở 11 tiểu bang bao gồm New York, Illinois, Florida và Massachusetts, mỗi nơi khai đóng cửa một chi nhánh. Citizens Bank đứng thứ ba với 8 chi nhánh khai đóng cửa, 6 ở New York và mỗi nơi một chi nhánh ở Massachusetts và Delaware. US Bank có trụ sở tại Minneapolis đã nộp đơn khai đóng cửa 7 chi nhánh, 3 ở Tennessee và mỗi nơi một chi nhánh ở Missouri, Wisconsin, Ohio và Illinois. Bank of America đã có 5 chi nhánh khai đóng cửa, 2 ở New York và mỗi nơi một chi nhánh ở Texas, Massachusetts và California. Citibank đã nộp đơn khai đóng cửa hai chi nhánh và Sterling, Bremer, First National Bank of Houston. Springs, Quisler, FSNLA và Agrostock County, FSNLA đã khai đóng cửa mỗi ngân hàng một chi nhánh. Tổng cộng, các ngân hàng đã khai đóng cửa 64 chi nhánh. Các trường hợp đóng cửa gần đây là một phần của xu hướng đóng cửa chi nhánh dài hạn đã diễn ra trong nhiều năm qua. Một báo cáo từ Liên minh Quốc gia về tái đầu tư cộng đồng NCRC cho thấy, từ năm 2017 đến năm 2021, có 9% tổng số chi nhánh ngân hàng đã đóng cửa. Tỷ lệ đóng cửa đã tăng gấp đôi trong đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu từ S&P, đã có 3.012 chi nhánh đóng cửa hồi năm ngoái và 958 chi nhánh được mở, dẫn đến việc đóng cửa trồng 2.054 chi nhánh. Đây là năm thứ ba liên tiếp có số lượng chi nhánh đóng cửa trồng vượt quá 2.000. Một yếu tố chính dẫn đến số lượng chi nhánh đóng cửa tăng vọt là sự gia tăng của dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số một xu hướng đã tăng tốc trong thời kỳ đại dịch khi người dân phải ở nhà. Một cuộc khảo sát cho Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ IPA thực hiện hồi tháng 9 cho thấy, cứ 10 người Mỹ thì có 8 người sử dụng thiết bị di động để quản lý tài khoản ngân hàng của họ, ít nhất một lần trong tháng trước. Ngày 3 tháng 11, bà Brooker Ibera, phó chủ tịch cao cấp về chiến lược đổi mới của APA cho biết, các công cụ ngân hàng kỹ thuật số đã giúp người tiêu dùng quản lý tài chính của họ một cách thuận tiện và an toàn hơn bao giờ hết. Trong tháng 6, BNC đã đóng cửa 47 chi nhánh, tiếp theo là 29 chi nhánh trong tháng 8. Một phát ngôn viên nói với tờ The Jason vào thời điểm đó rằng, ngân hàng này có ý định đóng cửa 147 địa điểm và tập trung nhiều hơn vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Những lực đóng cửa này dự kiến sẽ khiến 60% hoạt động kinh doanh ngân hàng của BNC trở thành trực tuyến. Một phát ngôn viên của PNC Bank đã nói với tạp chí kinh doanh Philadelphia rằng, việc đóng cửa 19 chi nhánh ngân hàng này sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 2. Tháng trước, PNC Bank đã báo cáo lợi nhuận quý ba giảm và tuyên bố cắt giảm khoảng 4% lực lượng nhân lực. Việc so thải bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 và sẽ hoàn thành vào cuối quý 4 tháng đợt cắt giảm việc làm này, dự kiến sẽ làm giảm khoảng 325 triệu USD hay 5% chi phí nhân sự hàng năm cho ngân hàng. Ngân hàng cũng dự báo rằng thu nhập lãi rồng của họ trên lệch giữa lãi suất nhận được từ các khoản vay và lãi suất trả cho tiền gửi sẽ giảm từ 1% cho đến 2% so với mức hiện tại trong quý 4. Trong quý 3, thu nhập lãi rồng đã giảm 3%. Ông Timothy Coffey, nhà phân tích tại Trinity Montgomery Scott, nói với Reuters rằng PNC Bank nhận ra rằng chắc chắn có trở ngại đối với sự tăng trưởng và thu nhập lãi ròng của họ, chủ yếu là do lãi suất tiền gửi cao hơn và chi phí vốn cao hơn. Và vì vậy, họ đang cố gắng giảm bớt một chút trở ngại bằng cách làm những gì có thể để cắt giảm các chi phí ngoài lãi nợ của chính mình như một cách để duy trì thu nhập của họ. Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Biden tiếp tục sụt giảm. Ngược lại, cựu tổng thống Donald Trump ngày đạt được lòng dân. Tỷ lệ phiếu bầu của ông trong các cuộc thăm dò quốc gia hiện cao hơn so với một năm trước. Trong hai năm qua, tổng thống Joe Biden đã nỗ lực rất nhiều để tập hợp các đảng viên đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ, đằng sau chương trình nghị sự xây dựng lại cho tốt hơn Bill của ông với hy vọng đảo ngược tình trạng suy giảm số phiếu bầu Bất chấp việc Quốc hội thông qua các gói chi tiêu trị giá hàng ngàn tỷ USD như dự luật cơ sở hạ tầng năm 2021 và đạo luật giảm lạm phát năm 2022, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden vẫn trì trệ và thậm chí còn xấu đi trong những tháng gần đây. Hết cuộc thăm dò này đến cuộc thăm dò khác, chứng tỏ rằng chương trình kinh tế của Tổng thống Mỹ thứ 46 rõ ràng đã thất bại trong việc tác động đến cử tri Mỹ. Hơn nữa, chính sách đối ngoại của ông đặc biệt là cách ông xử lý xung đột Israel Hamas đã khiến cho việc đảo ngược xu hướng trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo cuộc thăm dò mới nhất của đài NBC News, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Biden giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại kể từ khi ông nhậm chức, khi chỉ 40% cử tri đã đăng ký tán thành thành tích của ông và 57% không tán thành. Cuộc thăm dò cũng cho thấy trong một cuộc tổng tuyển cử giả định, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden. Theo đài NBC News, phản ứng của ông đối với cuộc xung đột ở Gaza là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ tán thành trong thời gian gần đây. Tỷ lệ tán thành của Tổng thống Biden suy giảm nhiều nhất trong số các đảng viên đảng Dân Chủ. Nhiều người trong số họ tin rằng Israel đã đi quá xa trong các hành động quân sự ở Gaza. Hơn nữa, 70% cử tri từ 18 đến 34 tuổi không đồng tình với cách ông Biden giải quyết vấn đề Gaza. Đáng chú ý, vào tháng 9, 46% cử tri trong độ tuổi này tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống, nhưng tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 31%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước Tổng thống Biden với tỷ lệ 46% so với 42% trong số cử tri dưới 35 tuổi, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu cựu Tổng thống có thực sự xâm nhập vào nhóm nhân khẩu học này hay không. Theo các quan chức y tế Kesa, do Hamas kiểm soát cho biết, Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm khủng bố Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1.200 người Israel thương vong và cuộc chiến tiếp theo ở Gaza khiến hàng ngàn người Palestine thiệt mạng. Nhưng sự suy giảm tỷ lệ tín nhiệm ông Biden nay trên không chỉ giới hạn ở cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Trong vài tháng qua, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden ngày càng suy giảm. Theo một số cuộc tham gia, đa số người Mỹ lo ngại về tuổi tác của ông Biden và không tán thành các chính sách kinh tế của ông chủ Tòa Bạch ốc. Một cuộc tham gia của Washington Post ABC News hồi tháng 9 cho thấy, 74% người Mỹ cho rằng Tổng thống Biden đã quá già để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngoài ra, một cuộc tham gia của USA Today vào tháng 9 cho thấy, cử tri tin tưởng Tổng thống Trump hơn Tổng thống Biden trong việc khắc phục nền kinh tế, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 47% so với 36%. Các phương tiện truyền thông đã mệnh danh Tổng thống Biden, con trai của một người bán xe cũ ở tiểu bang Delaware, là một người bán hàng tận tâm. Tuy nhiên, ông đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân Mỹ ủng hộ chương trình nghị sự Bidenomics của mình. Theo một cuộc thăm dò gần đây của CNBC Survey Monkey, ngay cả các chủ doanh nghiệp nhỏ trên Main Street trên khắp đất nước cũng hoài nghi về thông điệp kinh tế của ông. Trong cuộc khảo sát, tỷ lệ tán thành của tổng thống Biden trong số các doanh nghiệp nhỏ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 30%, giảm từ mức 43% vào đầu năm 2021. Đáng chú ý, những người phản đối mạnh mẽ nhiệm kỳ tổng thống của ông 56%, vượt xa so với những người cực kỳ tán thành 13% ngày càng nhiều người Mỹ cũng đang mất niềm tin vào giấc mơ Mỹ và chủ nghĩa bi quan đang diễn ra trên đất nước này. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Quantitrano NORC, niềm tin của người Mỹ vào giấc mơ Mỹ vốn cho rằng nỗ lực chăm chỉ có thể dẫn đến sự thịnh vượng bất kể xuất thân của họ, đã suy giảm đáng kể. Chỉ 36% số người được hỏi trong cuộc khảo sát vẫn tin vào giấc mơ Mỹ. Con số này suy giảm từ mức 53% vào năm 2012 và 48% vào năm 2016. Mặt khác, cựu Tổng thống Trump đang ngày càng được yêu mến khi tỷ lệ phiếu bầu hiện tại của ông trong các cuộc khảo sát quốc gia cao hơn so với năm trước. Theo Real Politics, trong cuộc đối đầu trực tiếp với Tổng thống Biden hồi năm ngoái, tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump dao động trung bình từ 42% đến 46%. Vào tháng 11, cựu tổng thống đã lần đầu tiên vượt mốc 46% và gần đây ông đã vượt qua mốc 47%. Theo các cuộc khảo sát đầu tháng 11 của tờ New York Times, Siena College, cựu tổng thống Trump đã dẫn trước tổng thống Biden ở năm trong số 6 bang chiến trường quan trọng nhất. Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, thư ký báo chí tòa bạch ốc Karin Trumpier cho biết quan điểm của chúng tôi không phải là vấn đề tuổi tác mà là kinh nghiệm của tổng thống khi được hỏi về tỷ lệ tín nhiệm thấp của Tổng thống Biden, bà nói rằng, chúng tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của người Mỹ. Tôi hiểu điều đó, người dân Mỹ sẽ cảm thấy được điều họ cảm nhận và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Kamala Harris và Gavin Newsom gặp phải vấn đề lớn, có thể sớm gây ra một cuộc nội chiến làm tan rã cho đảng Dân Chủ. Cuộc tâm giọt gần đây đã khiến cho đảng Dân Chủ rất lo lắng về năm 2024. Biden đang thua cựu tổng thống Trump. Nếu đảng Dân Chủ muốn bảo toàn cơ hội, họ có thể phải thay thế Biden bằng một ứng cử viên mạnh hơn. Nhưng điều đó khó hơn nhiều so với nó có vẻ. Hai đảng viên của đảng Dân Chủ có thể sẽ tranh giành quyền kiểm soát đảng, và bất kể chuyện gì xảy ra, nó cũng có thể khiến cho đảng Dân Chủ tan rã. Theo The Messengers, trận chiến khốc liệt nhất có thể là cuộc nội chiến sắp xảy ra giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc California Gavin Newsom để tranh giành quyền lãnh đạo đảng sau khi Tổng thống Biden từ bỏ tranh cử 2024. Trong khi Newsom xếp hàng ủng hộ Biden, ông ấy đã tăng cường chiến dịch của mình để trở thành cái gọi là điều lớn lao tiếp theo cho đảng Dân Chủ. Nếu Nelson và bất kỳ đảng viên dân chủ nào muốn đẩy Harris sang một bên, họ sẽ phải chiến đấu trong 4 năm tới. Và điều đó sẽ khiến đảng Dân Chủ có nguy cơ tàn rã. Có vẻ như đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với nhiều cuộc nội chiến cùng một lúc. Rất nhiều chuyên gia đã nói về cuộc chiến ngày càng gia tăng giữa những người ôn hòa và cấp tiến, đặc biệt kể từ khi phe cực tả đứng về phía người Palestine trong vấn đề Israel. Và đó có thể là lỗi của chính Biden như một cuộc xung đột có thể phá hủy đảng vẫn chưa nổ ra. Các nhà bình luận đã chỉ ra rằng Kamala Harris là người đi đầu thay thế Joe Biden, nhưng Harris lại có kết quả bỏ phiếu tệ hơn ông Biden. Bà đã không tạo được sự khác biệt cha mình khi giữ chức phó tổng thống, và nhiều người cho rằng bà không đủ khả năng điều hành đất nước bằng một ông già 81 tuổi. Nhiều người tin rằng thống đốc California Gavin Newsom đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Nhưng phong trào thức tỉnh đang bao trùm đảng, chắc chắn sẽ phản đối một người đàn ông da già trắng giành lấy đề cử từ một phụ nữ da màu. Nếu Newsom cố gắng thực hiện một động thái, những người cấp tiến có thể cáo buộc ông từ những người ủng hộ ông phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Đó là một tình huống 50-50 được mất đối với đảng Dân Chủ, nếu họ để Biden làm ứng cử viên năm 2024, những thất bại và tuổi tác của ông ta có thể giúp cho ông Trump giành chiến thắng. Nếu họ cố gắng đưa Harris trở thành lãnh đạo tiếp theo của đảng, họ cũng có thể thua do bà không có khả năng gây ấn tượng với người Mỹ. Và nếu họ để Newsom tiếp quản, những người cấp tiến sẽ nổi dậy vì thực tế đảng đã bỏ rơi một phụ nữ da màu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.